Gì không? Đâu có, suốt ngày đâu có ăn gì đâu. Hồi nãy chơi cờ bạc với Hoàng Cờ, tôi ăn một hai cái bánh bao. Chắc anh lo chơi cờ bạc quá đói bụng nó cao suốt ruột chứ gì. Quay đây để tôi kiếm dầu sức anh nha. Nội gian, nói đi, người tới đây với mục đích gì? Tới nước này rồi, tôi không có giấu nữa, tôi chặt đứt cánh tay vô đây làm nội ứng. Ngươi nói cái gì chứ? Đêm nay tàn cấp thuốc nổ, ngày mai tao cho nổ khô luôn và mở cửa thành, cho nhà cho quân đánh vô đây. Uổng cho ta tin tưởng ngươi. Đi, ta phải dẫn ngươi tới gặp phụ soái. Ngươi có tin ta giết ngươi không? Quan trợ tự chặt cánh tay thì đâu không tiếc gì. Ta dự định phải tận trung với đại tống thì đêm mai nhất định mới làm vậy. Ngươi dựa vào đâu mà dám làm vậy? Dựa vào ngươi sẽ giúp cho ta. Đừng có nói láo khoét. Ta không nói láo, đó là sự thật, không thể nào chối bỏ. Tại sao? Là gì? Ngươi là người Tống. Hoàng tướng quân, ngươi muốn thoát thân chứ gì? Ngươi mượn cớ này thật là quá ấu trĩ. Đây không phải là cái cớ mà là sự thật. Trong lòng của ngươi có phải đang đeo miếng ngọc thạch không? Miếng ngọc phối này là của tướng thủ lộ An Châu, di vật của Lục tướng quân đó. Cả nhà Lục tướng quân đã đền xong nợ nước. Miếng ngọc phối này là di vật của Lục tướng quân. Còn ngươi, ngươi chính là con ruột của Lục tướng quân, Lục Giang Long. Ngươi nói vậy, ta là người Kim, ta mang họ Nguyên Nhan. Ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi không? Ngươi có lý là không tin ta, nhưng còn một người không thể nào ngươi không tin được. Con quá thật là người Tống. Hết tội không phải là cha của con đâu. Còn cha ruột của con là Lục Đăng Đại Nhân. Phu nhân, phu nhân, phu nhân,
Lão già, lão già, ông sao hả? Tình hình như thế nào? Mình giữ không nổi thành rồi. Đại nhân, đại nhân, thành bị phá rồi, quân Kim tràn vào. Cái gì? Thành đã phá? Lão già, bây giờ tính sao? Phu nhân, bà lập tức cùng với Lý đại nhân với hoàng tướng quân bảo vệ Vân Long rời khỏi đây. Lão già, như vậy không được đâu. Các người đi đi. Đại nhân, đại nương, bà lập tức ẩm Vân Long chạy đi, mau chạy đi. Phu nhân, còn bà thì sao? Bà khỏi cần lo cho tôi, mà mau vòng Vân Long chạy đi. Lão già, lão già, tôi phải cùng với ông sống chết, tôi không thể bỏ đi như vậy đâu. Phu nhân, phu nhân, mau đưa miếng ngọc phủ cho ta. Đại nương, mau ẩm Vân Long rời khỏi đi, đây là giọt máu cuối cùng của dòng họ ta. Nhờ bà nha. Lão già, thành còn 10 còn, thành mất 10 mất. Hoàng tướng quân, đại nhân, người bảo vệ đại nương với Vân Long giết ra ngoài. Tất cả hãy mau trốn đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Đại nhân, đi đi. Đại nhân, quan trợ không làm phụ lòng ông đâu, dù chết cũng phải bảo vệ thiếu gia. Vân Long, phu nhân, đi hầu mau trốn đi. Lão già, lẹ lên. Đại nương, hoàng tướng quân nhớ nhà. Các người đi đi. Lục Đăng, Lộ Ân Châu đã bị binh bại thành phá, ngươi còn gì để nói nữa? Binh bại thành phá, Lục Đăng còn gì để nói nữa? Ta nể ngươi là một viên tướng tài, nếu ngươi chịu đầu hàng ta, ta bảo đảm ngươi quan cao hậu lộc, từ nay sẽ hưởng phú quý vinh hoa. Hạch Trục, Lục Đăng là đại tướng của nhà Tống, sao lại có chuyện đầu hàng với Kim Quốc? Nhưng ta chỉ có một yêu cầu thôi. Nói đi. Tướng sĩ chết ngoài xa trường, đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng lão Bá Tánh thì vô cớ. Ta chỉ xin ngươi một điều, xin đừng giết hại lão Bá Tánh. Nếu ngươi từ chối, ta cũng không biết làm sao. Nhưng mà đây là yêu cầu cuối cùng của Lục Đăng, mong ngươi hãy cho ta tội nguyện. Lục tướng quân, chết không phải là ma nước Tống. Lục tướng quân, Lục tướng quân, thấy người xả thân vì đại nghĩa, nguyên nhân hạch thuật ta rất là cảm động. Ta tuyệt đối không làm tổn hại đến Lộ An Châu một cây một cỏ. Hoàng tướng quân, Lý đại nương, tôi mệt lắm rồi, tôi chạy không nổi nữa. Không thôi vậy đi, bà gặp thằng bé chạy hướng kia, tôi đến làm hướng của nó. Hoàng tướng quân, con ông thì sao? Bà khỏi lo, bà chạy đi mà, chạy đi. Cẩn thận nha. Có hoàng trợ ta đây, còn tên chó Kim nào dám đuổi theo không? Giỏi nhờ, đừng khóc nhờ. Bà ngồi đây làm gì? Không có gì. Thằng bé này cũng ngồi lắm hả? Đưa đây. Đưa đây. Trả lại cho tôi.
Mình không nên giết người vô cớ. Tụi bay không nghe sao? Còn không đi. Đại Dương, tôi dặn xe đồng, ông trả lại thằng bé cho tôi đi. Đại Dương, tôi dặn xe đồng mà. Đại Dương, Đại Dương, tôi dặn xe đồng. Thằng bé này ngộ lắm chứ. Tại vì nó cũng có duyên lắm. Tao quyết định đem nó về nuôi. Văn Long, chứng minh phong dụ của con là bắt đầu từ bây giờ mới có. Bữa đó là ngày 5 tháng 7, cũng tức là ngày giỗ của gia đình con. Giờ con cũng phải hiểu tại sao năm nào phải tới ngày đó là do con bắt con cúng về hướng Nam. Không thể nào, không thể nào. Dân Long, cái sự thật này ta biết ngươi khó chấp nhận lắm, nhưng mà nước Tống mới là nước của ngươi. Không thể nào, các người lừa dối ta. Người đâu? Dân Long, chuyện gì vậy Điện Hạ? Điện Hạ, hoàng tướng quân quá mệt mỏi, đưa ông về phòng nghỉ đi. Không có lệnh của ta cấm không cho ông ra ngoài. Dạ. Dân Long, hoàng tướng quân mời. Dân Long, thân hệ địch hệ khó phân giải, trường hận.